Ok, và hello anh em nhá. Chào anh em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây, và chúng ta hôm nay sẽ chơi một tựa game mang tên là Ultraman Legend Hero nha anh em ơi. Cái này thì một cái tựa game giống như kiểu là gì nhỉ? Ô, có cả tiếng Việt luôn à? Mình bất thật bất ngờ luôn đấy. Vũ trụ của chúng ta đã bị xâm chiếm bởi Etergas và quân đoàn bóng đêm. Thì những kẻ địch từ dị thứ nguyên đã chiếm lấy năng lượng không gian trong vũ trụ chúng ta. Một khi năng lượng cạn kiệt. Ok, cho sẽ cho nhanh qua cái này nhé. Ultraman thì rất nhiều của anh em, cho tuổi thơ của anh em ấy. Ngày xưa mình hay xem Ultraman anh em ạ. Rồi, mấy thằng sinh viên hóa khổng lồ đánh nhau quái vật đấy. Khá là hài. Rồi, cái đi thôi. Hay phết nhỉ? Những cái kiểu chơi này. Đánh nhau luôn, đấm luôn. Ok, sụp. Ui. Khỏe đấy, bá đạo đấy. Chúng ta là cấp 60 luôn anh em ạ, và chúng ta có tận 6 sao luôn. Nhờn. Mình không có skill gì nhỉ? Hay mình có chỉ có một cái skill nhỏ nhỏ thôi. Em cứ đi đã, xong thì sao? Đấy, đứng đây luôn. Có tuyệt chiêu này anh em. Tuyệt chiêu ấy, tuyệt chiêu phải hồi trong vòng 7 giây nhá. Rồi. Ôi, đã xong đâu. Chiêu lửa anh em ạ. Sao đông nhở? Đông quá. Đông quá luôn. Đông. 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 Ok. Hay. Một đòn này. Được chưa? Được chưa bạn? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Sao bên này? Tấn công cái bọn quái vật này luôn. Hay. Và chúng ta đang tới đâu rồi đây? Khu vực cái khu vực nào? Wow. Quái vật anh em ạ. Quái vật với một tay cầm búa, một tay cầm cái quả chùy à? Dây chùy xích à? Chứ kịp làm gì luôn? Làm gì đây? Trời ơi. Ô, không mất máu luôn. Nhờn. Đấm tham mình level 60 mà anh em. Đó. Siêu nhân này Ultraman, đây là Ultraman Zero anh em ạ. Ultraman đầu tiên ha. Hồi đấy còn chưa có internet nhiều cho toàn xem qua phim đĩa các thứ thôi. Xác nhận này. Mình thích hero nào thì mình chọn thôi. Hero đỏ, Ultraman đỏ, Ultraman cầm búa. Mình chọn này đi. Nhận anh hùng anh em ơi, Zin Boss là như ở robot ấy nhờ. Rồi ok, nhấm nút du hành và thí đội Ultraman Tiger, Ultraman Nexus, Ultraman Mebius. Cho chọn nào đây, Ultraman Tiger đi cho nó gọi là chuẩn bài hơn, cho nhận được hai anh hùng rồi đấy. Ok anh em, Legion. À, cái kéo à? Kéo gì đâu? Đây. Lực chiến của chúng ta đã lên nhưng mà mình có hai con à? Mình đáng lẽ phải có ba con chứ. Ít nhất là phải có ba con đi. Chọn ải xuất chiến đây. Đó, chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu nhé. Tiến lên nào. Ok, cho cầm quả dìu chiến thật sự luôn anh em ạ. Cái đấy đánh theo hướng dọc anh em. Và đây là chiều rộng đất này. Rồi, chém. 1, 2. Rồi, sau khi mình sẽ chuyển nó thằng Ultraman này đi. Ultraman Taiga đi. Đánh nhanh phết anh em ạ. Wow, ra quả cầu kiểu kinh khi anh em. Thằng này đánh nhanh hơn à. Thằng này đánh nhanh hơn, 123 dam. Mấy thằng kia chắc là nó sẽ là trâu bò hơn à. Con này đánh theo kiểu giống kiểu Ultraman Zero lúc nãy ấy. Khá thích à. Đấy, khá đã tay. Hơn 100 máu. Cái này khá là giống game Marvel Future Fight à. Giống lắm. Rồi. Thêm vàng anh em ạ. Kiếm thêm ít vàng. Có đúng một cái hòm thôi. Sút. Sút. Chúng mày đi. Nhộn. Nào, vào đây. Vào đây. Vào đây bạn ơi. Đây là cái trụ gì đây? Mình có xóa bọn này đâu? Đánh anh mất mình có một máu à? Cái này là gọi hỗ trợ à? Kiếm vào cái game hay phết anh em nhỉ? Mình cứ tưởng là một game nó chán cơ, nhưng thực ra là nó hay phết đấy. Rồi, chúng ta sẽ đánh nhau với Ultraman Cosmo anh em ạ. Ultraman Cosmo này. Một đòn bay màu. Yeah. Hay.
Ultraman của chúng ta đã giành chiến thắng anh em ạ. Chúng ta đã thưởng hoàn thành và tăng cấp S. Có đấy là con cấp S anh em. Có đấy là chỉ rank A thôi ha. Nhận mảnh anh hùng à. Và chúng ta sẽ triệu hồi được thêm một anh hùng mới. Ultraman gì đây? Chúng ta sẽ xuất hiện anh hùng mới Ultraman Cosmo anh em ạ. Chúng ta tiếp tục ấn vào avatar và cho vào trong team. Và lực chiến chúng ta tăng lên là 15.000 à. Có rất là nhiều Ultraman khác nhau ở đây. Cái gì này? Ô, tại sao tôi phải xem quảng cáo này? Thật sự là khó hiểu luôn. Không hiểu tại sao tôi phải xem cái quảng cáo nồi này. Rồi. Đợi thôi. Xem quảng cáo xong chắc được cái phần quà gì đấy. Chắc mình nghĩ là thế. Đấy, mảnh vạn năng và kim cương à. Mình sẽ test luôn Ultraman mới của chúng là Ultraman Cosmo của mình nhá. Tiến lên nào. Ok anh em. Đây là Ultraman Cosmo của chúng ta. Thằng đánh hơi chậm à. Và nó không được khỏe lắm đâu. Lửa. À, có vòng bảo vệ lửa anh em ơi. Cũng được à. Đấy cũng ok chứ. Đánh mỗi con đánh một chút để xem con nào mạnh. Và hay cái là game này nó có tiếng Việt anh em ạ. Giúp chúng ta đánh rất là thoải mái luôn. Tiến lên nào, xung phong, xung phong, xung phong. Chiêu lửa này. Wow. Bạn ơi. Ui bạn ơi. Ui bạn ơi. Chạy đi đâu? Bạn chạy đâu? Ui, nó chạy hết rồi, nó chạy hết rồi. Chạy, chạy, chạy về chúng tôi, hay quá. Bắn lửa, ok. Mày nhờn. Đây, chúng ta sẽ có một cái khiêng anh em ạ. Chúng ta hay gọi cái siêu nhân này là siêu nhân điện quang anh em ạ. Đúng rồi, hồi bé mình hay gọi là siêu nhân điện quang. Chứ hồi bé có biết tiếng Anh quái đâu. Mà Ultraman, Ultramủng gì, đúng không? Siêu nhân điện quang thì chuẩn, quá chuẩn luôn. Ấy da, hay quá. Đây đây, mở hòm anh em. Rồi, chúng ta đã mở cái hòm này ra. Siêu nhân điện quang, đây. Kỵ sĩ gương anh em ạ. Mình sẽ đổi sang tay ga. Một đòn chết luôn kỵ sĩ gương anh em ạ. Con này chúng ta cấp bậc S mà. Khỏe lắm. Chấp luôn bọn kia luôn. Lazada, la Lazada, la 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 Lazada, la 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 Lazada. Ten 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 ten. Đây ok, mình sẽ ấn X ra ngoài và vẫn được 3 sao luôn anh em, quá ngon luôn. Như vậy là mình có nhận được cái thằng kỵ sĩ gương không nhỉ? Có lẽ sẽ nhận được kỵ sĩ gương. Mảnh kỵ sĩ gương chỉ được có một trên ấy mảnh thôi. Thằng còn cấp B à? Cấp B thì không thích lắm nhỉ? Không khoái thằng cấp B lắm. Xem video sẽ nhận được thưởng à? Thí luyện Ultra. Đây có sẽ có cái nhiệm vụ của chúng ta anh em ạ. Lựa chọn anh hùng mới. Chúng ta ấn vào đây. Ok, chúng ta sẽ để đổi tên lần đầu thành EZ là đẹp. Hơi bị được đấy, xác nhận luôn. Rồi, chúng ta sẽ... kim cương à? Cái này phải mua bằng tiền à? Nạp ít sẽ nhận được quà. Đây, cái gói này đây, gói Ultraman Ginga anh em ạ. Xem 10 lần nhận thêm này. Xem video nhận Ultraman Ginga. Đấy, đấy là nó bảo mình thế. Làm nóng cơ thể. Nhận thêm một chút item nhỏ nhỏ nữa là đẹp. Rồi đấy, chúng ta sẽ ấn vào phần quà này. Điểm danh. Điểm danh hàng ngày anh em ạ. Điểm danh 7 ngày. Phúc lợi. Giới thiệu hoạt động này, thời gian này. Đăng nhập nhận được một gói XP này. Phúc lợi chiều. Nhận gói kim cương ạ. Buổi chiều sẽ nhận được gói kim cương nữa là ngon.
đây là rất nhiều Ultraman và có cả quái vật anh em ạ. Ủa ôi, con này như kiểu con Godzilla anh em ạ. Có cả quái vật cơ. Con này con gì? Con rồng ạ. Ủa ôi, đẹp đấy nhở. SS đó chính là Ultraman Trigger, mạnh nhất đấy anh em ơi. Chúa tể bóng tối à. Rồi ok anh em nhá, và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp. Bye bye.